Mà chị đã lấy hộ bé cho tao. Mày không lấy bàn mà không ăn. Là đêm 31 tụi mình không có làm gì hết trơn á. Tại vì thành ra tụi mình chỉ ăn uống với gia đình mình thôi. Chỉ có hai vợ con cái là bự quá trời luôn nè mọi người. Đi ra ngoài đây để chuẩn bị coi đốt pháo bông nè mọi người ơi. Rồi đi coi đốt pháo bông yếu xìu. Có mà chết là tỉnh rồi chứ mọi người ơi. Chết giờ bên này là 11 giờ 10 phút rồi. Đi bộ tới mấy phút cái vòng quay đó. Cái mình đứng chỗ đó để mình xem cho nó gần nhất á. Độ 2 độ ngoài đường, 1 độ 2 độ là lạnh lắm. Đi năm mới. Cả nhà của Văn đi năm mới ở trên Can đây mọi người. Cho tụi nhỏ nó chơi chút xíu rồi mình đi ngày mùng 1 á, mình được nghỉ nên thành ra là cả nhà đi lên trên Can chơi. Văn sẽ quay phim lại cho mọi người xem nha. Mọi người coi năm mới ở Pháp đây. Năm mới ở Pháp nhộn nhịp chưa? Cái này là ở thành phố Can đó mọi người. Cái chỗ mà tổ chức cái liên hoan phim Can quốc tế đó. Đó, cái thành phố Can ở ngay thành phố lớn cho nên là nó nhộn nhịp chứ. Ở dưới cái vùng của Văn á, tại vùng của Văn đi lên đây là mất khoảng 30 phút đi xe, lượng 30 phút đi xe hơi. Cho nên là nó cũng hơi cách xa đây 30 phút, nên nó cũng là cái thành phố nhỏ thôi. Nên nó ra ngoài nó cũng không có nhộn nhịp như là ở đây. Ở đây thì người ta nhộn nhịp, người ta ra ngoài người ta ăn uống rồi nhiều. Còn dưới vùng Văn thì vùng nhỏ nên không có nhiều lắm. Năm mới thì không có nhộn nhịp như ở đây. Rồi vô trúng chỗ rồi, phái rồi. Rồi đây mọi người. Chỗ là trò chơi của tụi nó mà hồi năm ngoái chúng đi cũng có quay rồi cho mọi người xem đó. Đây là trò chơi của tụi nó. Đi chơi này đã rồi, phải không? Anh Thái, mình Đức, anh Thái đâu được đi cái này đâu. Mà chết nó đi du lịch ở bên Đức nhà Bắc Hồng đó. Rồi bây giờ nó chưa về nên thành ra mấy anh này buồn. Tối ngày cứ điện thoại nói anh Thái chỉ muốn mà chết về không mà. Nên thành ra tụi dân phải cho nó đi chơi cho nó quên. Chưa khi này cũng đâu có làm được đâu. Hai chút nữa mình quay lại rồi. Đi vòng đi. Quay chút nữa quay lại làm. Bây giờ mình đi một vòng mình coi có gì hay không. Nè cái này nè, cái này hồi năm ngoái tụi con chơi nè, chơi cái này đi. Được không?
Để tôi xem cái này xem. Cái này hay hả? Thôi thôi, chịu thôi luôn rồi. Tao mà chị đã lại gọi bạn cho tao. Mày không lo bạn làm món ăn. Là đêm 31 tụi mình không có làm cái gì hết trơn á. Tại vì ra tụi mình chỉ ăn uống với gia đình mình thôi. Chỉ có hai đứa con cá nó bự quá trời luôn nè mọi người. Đi ra ngoài đây để chuẩn bị coi đốt pháo bông nè mọi người ơi. Rồi đi coi đốt pháo bông yếu xìu. Có mà chết là tỉnh hay mà chết mọi người ơi. Bây giờ bên này là 11 giờ 10 phút rồi. Đi bộ tới mấy phút cái vòng quay đó. Cái mình đứng cho đó để mình xem cho nó gần nhất á. Độ 2 độ ngoài đường, 1 độ 2 độ là lạnh lắm. Đi năm mới với ba mẹ nè. Cười. À, bây giờ hả mấy chỗ đói bụng rồi cho vô McDonald's ăn nè. Ăn cơm đi con, ăn đi Mato quên. Ủa? Rồi bây giờ cho mấy cậu qua chơi xe điện. Mato ấy chắc vô nha con chừng nha con. Bạn đi rồi.
rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài parking để lấy xe và đi về. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Happy New Year mọi người. Happy New Year of the Melva. Xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày đẹp trời của cái tuần đầu tiên của năm mới. Ba mẹ con mình dắt nhau đi coi phim. Đúng rồi, là tối nay là Machat nó ở bên Đức, nó bay về Pháp. Sẽ quay tiếp những cái đoạn phim mà có anh hai cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì ba mẹ con mình hưởng thụ cái chuyến xe con. Đi. Rồi đi vô cái đường đi bộ giùm mẹ đi. Vô. Rồi để dân quay cái cinema Lido. Ở đây nó tên là cái cinema Lido, là cái cinema dùng của dân á mọi người. Dân quay cho mọi người xem nha. Rồi đi. Nó cái cinema nó nằm ở đằng trước á mọi người. Thì bây giờ là chưa có tới giờ chiếu phim. Nó tới 3 giờ mấy nó mới tới. Đây là những cái boutique mà nằm ở gần cái phim, cái chỗ tập chiếu phim đó mọi người. Mình đậu xe đằng Bắc Kinh ở đằng kia, đi bộ ở đây. Đây là cái con đường đi bộ đi thẳng tới cái cinema Lido. Giờ mình sẽ vô mình dành chỗ ngồi trước, tại vì 30 phút nữa là chiếu rồi. Đừng có chạy nha, xe nha, đi qua đường này nha. Đi theo mẹ qua đường nè. Ok. Dạ mà bữa đi ở đây. Bữa đó con đi coi phim gì? Spiderman hả? Rồi thôi đi qua đường đi con, qua đây. Đi qua. Rồi cái cinema Lido. Đây là cái rạp phim, rạp chiếu phim lớn ở vùng của Văn á mọi người. Tên là Cinema Lido. Nó sẽ có, hôm nay nó có chiếu nhiều cái phim, nhưng mà buổi có hai cái suất phim mà của La Reine des Neiges ấy, là Công Chúa Băng Giá, Băng Tiết đó mọi người. Thì bây giờ là có một suất là tới 3:20. 3:20 là chiếu nè con. 3:30 là chiếu. Đi vô. Có gì mình gì? Đi. Ê. Đừng có dòm xuống, có té, bây giờ nó bước lên kìa, coi chừng kìa. Tụi con ăn bút cọt không? Con ăn bút cọt không? Đi, đưa đây, đưa cái áo đây. Mà chia đây, đưa cái áo đây. Đi, nè, đi toilet. Đi toilet trước đi. Cậu mua cho hai cái bút cọt ăn nè. Đó, khoe với mọi người cái bút cọt của con. Giờ ai vừa ngồi đợi. Chưa tới giờ nó ngồi ăn rồi. Đủ chứ. Đó. Giờ mấy đứa đang ở trong phòng chiếu phim nè. Đây mọi người, mấy mẹ con đang ở trong phòng chiếu phim nè. Hai cậu nè. Ngày nghỉ thì thường dắt tụi nó đi chơi, đi ra ngoài ba hay là đi coi phim thôi mọi người, chứ không có ở bên này chán, không có đi đâu được hết, mùa đông lạnh lắm. Xong rồi sao, thấy sao? Hay quá. Hay quá hả? Rồi mấy mẹ con mình coi phim xong rồi mọi người ơi, bây giờ đi về đây. Xuống thẳng thẳng nha con. Chút nữa, tối nay mà chắc mới về, 9 giờ mới về. Thank you.
đi từ từ mà tôi đợi á. Ôi, đừng đụng vô điện đó con. Đi. Thôi hay hả? Dạ. Thôi hay mà má tương nó cứ hối gì vậy không mà. Rồi đi qua đường nè. Băng qua. Sát vô lề đi con. Trời bắt đầu lạnh rồi đó. Ta biết luôn đi. Elsa, elle pleurait parce que elle manque Elsa. Ouais. Sao mà chiếc kể lại nội dung phim cho mọi người xem nghe coi. Phim là sao? Anna với Elsa làm sao? Anna là Anna là pleuré parce que elle a perdu. Nói tiếng Việt Nam, nói tiếng Việt Nam. Anna khóc. Anna khóc hả? Sao vậy? Tại Anna tưởng gì? Yeah. Tưởng Elsa chết, tưởng Elsa chết rồi phải không? Ở đây nó dẫn nó chưa có sắp cái trang trí của Noel đó mọi người. Tôi dẫn con để đẹp quá trời. Rồi bây giờ mình đi ra Bắc Kinh lấy xe đi về nha. Đi về. Nhớ mà chết rồi hả? Mà chết nhớ mà chết không? Nhớ hả? Má chết đi nhớ má chết quá trời luôn hả? Má Teo có nhớ không? Coi chừng xe đó nha con, ngay khúc đó có cái đường hẻm xe ra đó. Thấy không? Đó, thấy xe nó ra không? Đi ngay cái đường đi bộ nha. Rồi, cả nhà đi chợ rồi cho chỉ lên chỉ chơi cái vòng tròn này nè. Mọi người đòi quá trời luôn. Một vé này là 2 đồng á. Chào mọi người, hôm nay là đi shopping. Nói gì nữa? Không biết. Chút nữa mình sẽ quay phim lại cho mấy bạn xem. Lát nữa mình sẽ quay để cho mấy bạn coi. Rồi, cả nhà mình đi shopping đây mọi người. Hôm nay đang vào cái mùa son lớn ở bên Pháp đó mọi người. Giờ cả nhà của Giang đang đi shopping ở trên cái tour Polygon đó mọi người. Mà hôm nay là thứ bảy nữa, trời đông ơi là đông luôn. Anh giỡn hoài, nó gan lắm á. Thôi má chết rồi. Đi. Thôi đi lại SM nè. Đi lại SM coi coi có gì hay không. Đi. Rồi đi, đứng vô đi. Sao có tiền hả? Tại người ta quăng tiền xuống dưới á. Người ta quăng tiền, xuống. Người ta giống như là người ta ướt đó con, giống như cầu nguyện cái gì đó, cái người ta quăng tiền xuống dưới này nè để cho cái điều ướt nó thành sự thật. Bên đây cái phong tục hay có vậy đó. Tại vì là giống như là ví dụ như con ước cái gì, cũng như con muốn cái gì, cái con suy nghĩ trong đầu con, xong cái con dục cái dòng tiền xuống cái hồ này để cho nó thành, như để giống như sau này Fuji nó thành sự thật đó. Ok được. Rồi đây photo nè, đứng đây đi, đứng đây nè, đứng đây ít người nè, đứng đây. Đứng đây. Thôi đi con, cần ai liều sao xét. Đi. Đi đi đi. Giang đang ở SM á, mọi người đông quá trời. Đó mọi người thấy không, người đông. Trời nó đông nghẹt luôn á mọi người. Rồi coi bà Machida nè, bà không chịu ngồi xe đẩy, bà đòi đi vậy nè, đi. Trời. Không đợi mẹ hả, có chừng á, chạy không thấy, hồi lạc mắt á. Đi đâu? Ê, không có vô trong đó nha. Đi ra đây nè. Quá trời đông luôn. Hèn chi người ta hả, ngày thứ bảy là người ta đi đông ơi là đông. Đi xuống này con, xuống thang máy nè. Đi. Mặt vả nha.
Dân đi shopping xong rồi ba của nó cho vô đây chơi nè mọi người. Rồi bây giờ cả nhà của Dân đi kiếm đồ ăn. Đây thành quả mà chắc đẩy. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà của Dân là đi ăn, dắt nhau đi ăn buffet. Trốn mấy cậu đi ăn buffet đây. Trời ơi, em Machida đang mặc đồ đẹp lắm nè. Rồi, mình tới rồi. Đây là cái tiệm buffet của người Việt Nam mình nè mọi người. Bây giờ Dân dắt mọi người vô nha. Mày ghê quá à Machida ơi. Mày làm gì rống giết quá. Ừ rồi. Ôi ôi, tự nhiên lấy nước miếng trét lên con mắt rồi cái làm trang điểm. Ôi thấy ghê quá, chưa thấy cái kiểu trang điểm nào mà gớm ghiếc vậy luôn. Nó mà chị đang không có làm vậy, ghê lắm á nha. Trời ơi, ta la đó. Nó ta nè, cái ghê không, ta nó lấy nước miếng nó trét lên mắt nó. Quá. Sao nhớ Việt Nam vậy? Nhớ chứ. Nhớ sao không? Rồi cả nhà Dân đi ăn buffet của anh Tạo chị Oanh nha. Đây bà chủ đây nè. Ấy bà chủ nè. Buffet này là cái buffet nè ở vùng của Phong á mọi người. À, là cũng người Việt Nam mình. Dạ. Ở cái tiệm buffet này hả, anh Tạo với chị Oanh có làm phở nè mọi người. Đó, trời ơi, như Việt Nam luôn á. Ngon tuyệt vời. Trời ơi, cái tô của nôn kìa. À, cái đó anh bỏ thêm hả, chứ đâu phải. Bỏ thêm hả? Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà của mình được tặng cho nửa muối mít, 1/4 muối mít. À, cái này là của Tata Hồng đem từ bên Đức qua đó. Tata Hồng bay qua Đức chơi thăm Tata Thí với lại Tata Ưng. Cả nhà mình được hưởng ké ăn mít. Đây mít từ Đức mọi người ơi. Ngon nhắm. Đó, mít đây. Thơm chưa mấy chất? Đã không? Đã không? Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị lột mít. Mọi người lấy khăn lên kia kia. Đã luôn. Ngon ơi là ngon. Rồi hết tết rồi con rồi. Em Machida đưa hai anh đi học võ đây nè. Đang chờ để đi vô lớp học. Đưa hai anh đi học nè. Machida. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video clip tiếp theo nhé.